Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu nấu chè hạt sen nhãn nhục với phổ tai. Nguyên liệu của trà sen nhãn nhục và phổ tai gồm có 200g hạt sen, 100g nhãn, 10g phổ tai và 300g đường phèn. Bây giờ mình bắt đầu đổ hạt sen vô mình nấu. Và đây ta đổ nước vào. Ta bật bếp lên. Tiếp theo là ta đi nấu đường. Đây là 300g đường phèn, ta đổ nước vào. Và mình cho vào một chút xíu muối. Ta bật bếp lên. Mình để lửa nhỏ thôi. Mình để lửa nhỏ cho đường nó tan, vì đường phèn nó lâu tan lắm, đường phèn nó có cục cục nó lâu tan lắm. Và đây là nồi hạt sen của mình đã sôi rồi, ta hấp bọt. Mình đậy nắp mình để é é như vậy thôi, tại vì nếu mà ta đậy kín thì nồi sen của ta sẽ trào hết. Và đây là phổ tai, ta cho muối vào ta rửa để nó khỏi nhớt. Và ta cũng nặn vào một miếng chanh để mình rửa cho phổ tai nó hết nhớt. Bây giờ ta bóp cái phổ tai, ta rửa cho nó hết nhớt. Tại vì phổ tai của mình nó nhớt lắm. Mình rửa bằng chanh với bằng muối thì nó sẽ hết đi hết nhớt. Bây giờ nồi hạt sen của mình chỉ còn ít nước thôi. Đó, còn ít nước như vậy, ta có thể để nước ở dưới mặt hạt sen. Và ta đậy kín nắp. Và thỉnh thoảng thì mình cũng phải canh, tại vì đầu hạt sen thì nó sôi, nó hay chào. Mà nếu khi ta nó chào thì ta mở nắp ra thì nó ngon. Nếu mình không mở nắp ra thì nó sẽ chào hết nước hạt sen. Mình để lửa nhỏ thôi. Và đây là nước hạt sen ở dưới mặt hạt sen. Nước ở dưới mặt hạt sen. Khi hạt sen đã gần mềm rồi thì nước ở dưới mặt hạt sen và ta đậy nắp kín lại. Khi hạt sen chào thì ta mở nắp ra. Hạt sen của mình đã cạn nước, ta châm thêm một miếng nữa. Bây giờ hạt sen của mình đã nhừ rồi. Hạt sen của mình đã nhừ rồi, ta đổ nước đường vào. Đây là đường phèn. Và ta bỏ nhãn nhục vào. Đây là 100g nhãn nhục. Mình đã ngâm 1 giờ và mình đã rửa sạch sẽ. Bây giờ nồi hạt sen của mình đã sôi rồi, ta hấp bọt.
Và mình cho vani vào. Ta quậy cho vani nó tan. Và mình lấy một ít nước sôi để nguội, mình tráng cái nồi đường. Bây giờ ta tắt bếp. Bây giờ thì mình đã nấu được một tô nhãn nhục hạt sen. Và đây là phổ tai. Bây giờ nhãn nhục và hột sen của ta đã nguội rồi, ta đổ phổ tai vào. Mình cân nhãn nhục phổ tai, mình cân lên tất cả được 1,5 kg, 200g hạt sen, 100g nhãn khô và 300g đường và nước nữa. Mình nấu tổng cộng là được 1,5 kg, 1,5 kg, tức là 1,5 kg. Còn cái này là 10g phổ tai mình ngâm ra sạch sẽ rồi, rửa sẽ rồi được 70g, là gần 1,6 kg, thiếu 30g là để 1,6 kg. Phổ tai này ta không cần nấu, ta bỏ sống như vậy thôi, chứ nếu mà ta nấu thì nó sẽ bị nhão. Phổ tai mình rửa bằng chanh với lại muối cho sạch nhớ, mình chỉ thả vô rồi thôi, mình không có phải nấu gì hết. Đó, đây là nhãn nhục, phổ tai và hạt sen. Mình thì mình thích ăn phổ tai cho nên mình cho phổ tai, còn nếu các bạn và các cháu không thích ăn phổ tai thì ta không cho cũng được. Nhãn nhục thì mình mua 20.100g, còn hạt sen mình mua 18.100g. 200g hạt sen 36.000. 36.000 với 20.000 nhãn nhục là 56.000. Còn đường phèn thì mình mua 20.000 một ký, 300g 6.000. Còn cái phổ tai thì mình mua lâu rồi mình không có nhớ. Bây giờ ta bắt đầu ăn thử. Bây giờ thì mình bắt đầu ăn thử. Đây là một ly nhãn nhục phổ tai hạt sen rất ngon. Và cái nước nhãn nhục của mình á, nó đen á, thì mới là mình nấu nhiều nhãn nhục thì nước nó mới đen và nó ngon. Còn nếu mình nấu ít nhãn thì nước nó màu trắng, không có đen. Và tiện đây thì mình cũng xin trả lời với các bạn và các cháu đã hỏi rằng nếu làm sô-cô-la đắng cũng theo công thức này thì ít đường phải không ạ? Thì là đúng, nếu mình làm sô-cô-la đắng thì mình cho ít đường thôi. Và có một cháu hỏi rằng sô-cô-la này có đường không ạ? Sô-cô-la có đường, mình xay đường bột để mình nấu, chứ nếu mà mình nấu đường hột to thì nó sẽ không tan. Có một cháu hỏi rằng lắc kem kiểu này có xốp không ạ? Lắc kem thì phải xốp, khi nào cũng vậy hết. Nếu ta làm sinh tố thì nó không có xốp, chứ ta làm kem mà lắc lên thì kem sẽ xốp. Có một cháu tên là Diễm Huỳnh hỏi rằng Tàu Vũ, làm rồi để qua ngày ăn có được không? Thì ta không nên để qua ngày, tại vì cái hàng của ta, cái gì của mình thì mình làm không có chất bảo quản, cho nên tốt nhất là mình không nên để qua ngày. Có một cháu tên là Quỳnh Trâm hỏi rằng bác ơi, bác vớt cáu bọt trắng gì ở trong nồi vậy bác? Thì mình, cái nồi cá nó sôi, nó nổi bọt lên, mình hớt những gì ở trong nồi thì mình hớt. Và tiện đây thì mình cũng xin nói với các bạn và các cháu về, các bạn và các cháu nhắn tin thì đừng có viết tắt, phải đánh dấu, chứ còn nếu mà các bạn các cháu không đánh dấu thì mình đọc lâu lắm. Có một cháu hỏi rằng chân trâu thì mình làm mình để được bao nhiêu ngày? Từ vì mình làm mình không có chất bảo quản, cho nên gì mình làm xong mình bỏ trong tủ lạnh và bỏ trong bịch ni lông, mình chỉ để được 3 ngày thôi. Đó là mình nghĩ là để 3 ngày thôi, chứ ta không nên để lâu. Từ vì cái gì của mình thì nó không có chất bảo quản, cho nên mình không nên để lâu.
Có cháu hỏi rằng cô ở đâu? Cô ở phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Có cháu hỏi làm tàu hũ phải bỏ bột gạo mới mịn hả cô? Thì mình cũng không biết nữa, thì mình thấy người ta bỏ bột gạo, mình có bột, cho bột gạo vậy. Làm tàu hũ là phải có bột gạo với bột năng, mà nếu ta bỏ bột gạo không vẫn được, mà có lần mình làm không nó vẫn được. Thì bây giờ cô dạy cho bột gạo thì các cháu biết cho bột gạo đi, chứ còn cô thì cô không có rành lắm, cô mới biết làm tàu hũ đây thôi. Có một cháu ủ ra ua hỏi rằng làm sao nó không đông như tàu hũ non mà bỏ vô tủ lạnh thì nó lại dăm đá, đông đá. Nếu nó không đông như tàu hũ non là nó chưa chua. Da ua phải đông như đậu hũ thì là mới là da ua chua, mà da ua không đông như đậu hũ thì là da ua không chua. Và bỏ vô tủ lạnh mà bị dăm đá thì đó là chuyện bình thường. Tại vì khi mà mình chạy thì cái tủ mình á, nó rung, nó tự ngắt, nó rung là nó lỏng chân, và nó lỏng chân là nó đông đá. Thì mình tự nghĩ ra vậy thôi. Thì khi mình bỏ da ua vào trong tủ lạnh thì mình nên bỏ nước mát nhiều lên và để số nhỏ thì tủ nó ít ngắt. Và nó ít ngắt thì nó lại không đông đá. Theo mình thì mình nghĩ như vậy. Có một bạn làm kem hỏi rằng mình làm Milo với sữa bò được không? Mình làm cái gì cũng được hết á. Mình làm trái cây hay bất cứ cái gì cũng được hết á. Làm kem thì làm kiểu nào cũng được hết. Nhưng mà nếu ta làm cái gì chua thì nó lâu đông thôi. Còn ta làm cái gì bột bột, nó đặc đặc thì nó lại nhanh đông. Có một cháu làm bánh lăng hỏi rằng con thay thế sữa tươi bằng nước được không cô? Được, nếu mình thay thế bằng sữa tươi thì rất là ngon. Thay vì mình đổ nước mà mình không đổ nước thì mình đổ sữa tươi thì bánh lăng rất ngon. Vậy là ta đã hoàn thành chè hạt sen nhãn nhục và phổ tai. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và mình cũng xin nhắc lại và các bạn và các cháu như vậy. Nếu các bạn và các cháu nhắn tin thì hãy đánh dấu. Chứ các bạn và các cháu đánh dấu tắt thì mình đọc mình khó hiểu lắm.